Xin ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay kênh quay trở lại với chỗ bãi biển của anh Dũng ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ, tiếp tục chia sẻ cùng giao lưu cô chú anh chị các bạn một số phô mai bonsai rồi hết cô chú anh chị. Ở đây thì có rất là nhiều loại cây luôn bonsai, như là đây là một củ bông trang đỏ lá nhỏ không anh Dũng. Rồi này là bông trang vàng. Rồi cái phôi lài ướp trà là cô chú anh chị đang có hoa ha. Một bụi phôi lài như vậy là phải mười mấy năm mới được cái củ phôi như thế này ha cô chú anh chị. Rồi phôi mai bonsai đẹp luôn. Phôi mai tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Đủ dáng hết, có một con thú cưng luôn. Hàng VIP luôn. Rồi em chào luôn anh Dũng ơi. Dạ em chào anh ha, chào cô bác đâu ạ. Quay lại bãi kiện của con ha. Hôm nay con giới thiệu với bác một số cây phôi mai vàng với phôi mai tứ quý ha, với là một số cây kiện bông trang này kia nha các bác. Dạ, đầu mở đầu clip này là một phôi mai vàng mã số 1 nha các bác ơi. Rồi, đầu tiên clip là mã số 1 nha cô chú anh dạ. Chị ơi, là một phôi đế nơm. Dán trực luôn nha cô chú anh chị. Cộng nó to luôn. Rồi. Rồi, để con đo thông số cho. Rồi quanh thân nó con đo vị trí này được 32 nè cô bác. Dạ, quanh là 32 nha quý cô chú. Cái này cộng rễ nó to. Hoành hoành đế của cây này là được 130 nha các bác. Rồi tổng hoành đế là 130. Dạ, chiều cao cây này được là 55. Chiều cao 55 nha quý cô chú anh chị. Cây này con xin giao lưu với quý đường xa là giá 3.500.000 nha các bác. Rồi 3.500.000 cho một cái phôi bonsai đế đẹp. Dạ. Hơi dán trực nha cô chú anh chị. Để rất lực luôn. Rồi tiếp theo đó là cái phôi mai vàng mã số 2 nha các bác. Rồi mã số 2 là một phôi mai vàng dáng thú nha cô chú anh chị. Dáng thú, chi cành đầy đủ luôn, dễ chơi, dáng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thú phôi nó có cái đùi ha. Rồi để con đo hoành thân ha. Hoành thân nó con đo ngay vị trí này được 26 nè các bác. Dạ, hoành là 26 nha cô chú. Rồi, hoành đế của cây này là được 85. Dạ. Rồi cây mai mã số 2 này cũng xin giao lưu với cô bác gần xa là giá 2.200.000 nha cô bác. Dạ, 2.200.000 nha quý cô chú anh chị. Phôi mai vàng mã số 2. Chi cành đầy đủ để đẹp luôn. Có đuôi luôn nha cô chú anh chị. Rồi con sẽ tiếp là cây mai vàng mã số 3 nha cô bác. Rồi mã số 3 là một cây mai vàng nha cô chú anh chị. Nó nhựa hết á, giờ cô bác con tôi bầu trồng là ok luôn, nghe tường luôn ngay chỗ này nó ra tường luôn nha cô bác. Củ đế đẹp, đế nở như như cái củ bông giấy nha cô chú anh chị. Về để mình để nó khô gì hết, nó xịt trên ẩm trên thân là nó tự động nó ra, nó bung tược rồi mình khui ra mình trồng. Đây, phôi đâm từ rất là mạnh nha cô chú anh chị. Mình để khoảng tuần nữa nó ra đâm từ sẽ rất là mạnh đó. Rồi cái để con đo hoành thân này. Hoành thân nó con đo ngay vị trí này nè là được 23 của bác ơi. 23. Rồi, hoành đế của cây này con đo được 120. Chiều cao của nó là 50. Rồi cái này con xin giao lưu là giá 2.2 nha cô bác. Rồi, 2.200.000 nha quý cô chú anh chị. 2.200.000 nha. Rồi tiếp đó là con sẽ lên cây phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Mã số 1 nha cô bác. Tứ quý mã số 1. Dạ. Phôi mai tứ quý mã số 1. Cây này nó có củ đế rất là nở ha. Rồi mã số 1 là một phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Một phôi mai tứ quý ha. Dưới dáng trực lắc phong cao luôn nha. Con sẽ đo hoành thân đó. Hoành thân con đo vị trí này được 26 nè cô bác. Dạ, hoành là 26. Dạ 26. Rồi, hoành đế nó con đo được 100. Dạ. 35. Thì sao cái này con đo được không? Được 100 nha các bác. Dạ. Mét á. Rồi, con sẽ này mét thấy cao quá. Phải ở mét phải à. Rồi, cái này tôi quý mã số 1 này con xin giao lưu cho các bác là giá 3.700.000 nha cô bác. Dạ, 3.700.000 phôi tứ quý dán trực lắc mã số 1 nha cô chú anh chị. Củ đế rất là đặc luôn nha cô chú anh chị. Rồi phôi tứ quý mã số 2. Dạ. Rồi, phôi tứ quý này có đâu hoành thân ha. Đấy cũng tương đối khá ha cô bác. Có chân cành rồi cũng coi cũng được. Rồi hoành thân nó con đo ngay vị trí này được 36, 35 cũng được. 35. Dạ, hoành là 35. Dạ, 35. Đế đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Chiều cao khoảng 1 mét luôn nha cô bác. Rồi chiều cao khoảng 1 mét. Xin giao lưu là giá 2.500.000. Chiều cao là 1 mét giá 2.500.000 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Phôi tứ quý mã số 2. Rồi, chỉ cần đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi phôi mã tứ quý mã số 3.
Rồi tiếp tục là phôi túi quý mã số 3. Dạ, phôi túi quý mã số 3 nha các bác. Phôi này thì đế nó cũng tương đối đều thôi, nhưng mà được các chân cành nó rất là đều luôn ha. Cành, có cái cành phóng luôn nha cô chú anh chị. Dạ, chi dán trực cành phóng luôn nữa nè. Rất là đẹp luôn nha các bác. Chân cành này các bác nào về mình muốn ghép vô cái giống nào mới cũng rất là ok luôn. Chân cành nó rất là đều luôn. Rồi cái thân nó chặn lắc cũng khá là đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân nó ngay vị trí này con đo được 41 nè cô bác. Dạ hoành vị trí này là 41 nha quý cô chú. Rồi đo chiều cao của nó là 80. Rồi cái tán bay của nó là 75. Rồi cái này con xin giao lưu với quát đường ra là giá 3,5 triệu luôn nha cô bác. Dạ 3,5 triệu luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, phôi túi quý mã số 3. Phôi túi quý mã số 3. Rồi đổi cho em ha. Rồi tục. Con em sẽ lên cái phôi mai vàng ha. Còn phôi mai vàng cuối này sót. Rồi phôi mai vàng mã số 4 nha. Mã số 4. Phôi mai vàng mã số 4 nha. Mã số 4. Rồi mai vàng mã số 4 này con đo được 21 hoành thân nè. Rồi hoành đế ha. Nó hảo hảo hoành đế. Hoành đế nó hảo hảo là khoảng 80. 80 hoành đế. Chiều cao con đo được 46. Rồi cái này con giao lưu quét từ xa giá 1,8 triệu. Rồi 1,8 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Phôi mai vàng mã số 4. Xã số 4. Rồi tiếp tục là hết mai vàng á. Con sẽ chuyển qua những cây kiểm khác nha cô bác. Rồi tiếp tục là một cái phôi chú quý, phôi mai, phôi giấy Mỹ. Phôi giấy Mỹ cũ đế trà bá luôn nha cô chú anh chị ơi. Không có lỗi luôn hả cô chú. Cũng là bán lâu rồi nhưng mà khách bể gạch này, nên hôm nay con giao lưu quay lại cho quán mình xem nha. Rồi bông giấy Mỹ mã số. Không có mã số phải không? Cây một. Cây này là của khách mơ chốt rồi hồi nè. Mấy anh em nào bữa hổm muốn mua cây này mà em báo nó có ba bán rồi thì clip này thì xem lại nha. Rồi cái này hoành cũ nó được 70 nè. Rồi hoành cũ là 70 nha cô chú anh chị. Hoành thân nha. Hoành thân nó được 60 nha cô bác. Rồi hoành thân là 60. Hoành thân ở trên đây cũng đo được 58 nè. 58 nha cô chú anh chị. Hoành cũ nó được 70 nha cô bác. Nguyên một cục rất là đẹp luôn. Bữa hổm nhiều anh em muốn mua lắm mà con báo hết rồi. Nay thì anh em nào chưa có mua được thì xem lại clip này nha. Rồi thôi đẹp. Hoàn rồi hôm nay cây này có giá là 4,5 triệu nha. Rồi 4,5 triệu nha quý cô chú anh chị. Giá thanh lý luôn nha cô bác. Để gạch lý trước rồi bán luôn giá 4,5 triệu. Rồi tiếp tục con sẽ lên những cái phôi khác cho các bác cùng xem nha. Rồi em. Để chút hỏi luôn. Rồi tiếp tục là Zalo cùng cô chú chị các bạn là bông trang nha. Đây là trang vàng. Trang vàng như cô chú anh chị. Cái gì một góc vậy thôi mấy chục năm rồi đó. Cây này dán trực lát ha, có cúc cành luôn nha cô bác. Rồi mã số mấy vậy anh? Mã số 1. Rồi có hai cái gian vàng thôi nha cô bác. Rồi hoành 15 ha. Hoành 15 nha cô bác. Một thân một cốt, cây rất là già nha cô bác. Ra tược mạnh ha. Về mình lọt cái tàn là mình chơi thôi. Bông trang vàng lá nhỏ nha cô bác. Rồi bông trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây trang vàng này con xin giao lưu với quán đường xa giá 800.000 nha. Rồi 800k bông trang vàng mã số 1. Một. Rồi tới cái trang vàng mã số 2. Hai này quán mình về chơi thật nè. Cái này cũng có đế tương đối là cá ha. Quán nào chơi trang thì biết cây một cái trang gì là mấy chục năm. Cây trang vàng nó lâu lớn lắm. Rồi hoành thân của đây con đo cũng được 15 luôn nha cô bác. Rồi hoành là 15 nha quý cô chú anh chị. Một thân một cốt đó ha. Giá 800.000 một cây nha cô bác. Rồi tiếp đó là con lên mấy cái trang đỏ nha. Rồi trang đỏ bonsai luôn nha cô chú anh chị ơi. Củ đế đẹp luôn nè cô chú anh chị nha. Ba thân luôn. Cái này là cây bông trang đỏ. Cái này chậu mình xếp sao à? Cái này chắc là phải đóng cái tiền gỗ mà đi. À có nghĩa là xếp chậu luôn phải không? Đúng rồi, xếp có chậu luôn chứ giờ. Chậu đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây trang đỏ lá nhỏ nha cô bác, ở đây nguyên một củ nè. Tại vì trời mưa quá nên con nó cái rễ nó hơi đen nên chút xíu là cô bác mình nhìn kỹ nguyên một cái củ tròn luôn nha. Rồi, cái này con sẽ xin phép đo hoành cũ nha chứ không đo hoành thân, thân nhỏ xíu nha cô bác. Được cái cũ to nha. Rồi cái cũ đây là 38. Dạ cũ đế là 38 nha cô chú anh chị. Động rễ rất là to, nó đương nhau nhau thành như cái cũ luôn ha. Rồi cái này con xin giao lưu với quán gần xa giá 1,000,000 đồng. Dạ 1,000,000 nha quý cô chú anh chị. Trang vàng mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Dạ trang vàng mã số 1. Rồi tới cái trang vàng mã số 2 cô bác ơi. Dạ, số 2 là hai thân nha cô chú anh chị. Dạ, hai thân nó cũng có cái cũ nè. Anh để dưới đây nè anh Hùng ơi. Nó về rồi. Dạ dạ.
Rồi. Hoành thân nó đây tổng ở đây con đo được 29 nha các bác. Rồi hoành là 29 nha quý cô chú. Rồi cái này con xin giao lưu với các bác đường xa giá 800.000 luôn. Rồi 800k luôn nha cô chú. Dạ mã số 2 bông trang đỏ lá nhỏ nha. Bác nhìn thấy gì thôi, ở ngoài nó có rễ buông xuống rất là đẹp nha. Trời mưa quá nó hơi thiệt với màu phân không thấy rõ. Rồi tới cây trang vàng mã cây trang đỏ mã số 3. Rồi mã số 3 là một cây dáng siêu mà củ đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái này con sẽ đo hoành củ đế thôi nha. Rồi hoành tổng củ đế được 45 nha các bác. Rồi cái này con xin giao lưu của bác đường xa là giá 700.000. Rồi 700k nha cô chú. Rồi. Anh chị ơi, một củ bông trang mã số 3. Rồi thêm cây cam biển. Dạ. Rồi hai cây lại nha các bác. Rồi tiếp tục là hai cây phôi lài ướp trà nha cô chú anh chị. Hàng dạ, cũng lâu năm nha cô chú anh chị. Đây có cái bông nãy giờ mình ngửi rất là thơm luôn. Cái này là sáng cái mình bỏ vô trà móc câu ha. Rồi hai phôi lài chỉ còn có vài phôi cuối cùng là hết luôn nha. Nay con bán đồng giá 500.000 một cây nha. Cô bác mình chưa sưu tầm thì mua ha. Còn mấy chậu là hết hàng ngày luôn rồi đó. Rồi con sẽ đo hoành tổng nha cô bác. Rồi hoành tổng ở đây con đo được 60 nè cô bác ơi. Rồi hoành là 60 nha cô chú. Dạ giá 500k một cây nha. Bé thấy gốc gì là lớp là lâu năm rồi ha. Rồi 500k nha cô chú. Rồi. Anh chị. Cây mã số 2 nè cô bác ơi. Mã số 2 hoành tổng ở đây con đo được 55. Rồi 55. Giá 500 luôn nha cô bác. Rồi 500k luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Một cụm phôi lại ha, còn một củ đế luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi tiếp tục con sẽ lên ba cây cam mỹ nha cô bác. Rồi. Tiếp tục là cam mỹ nha cô chú anh chị. Dạ. Cam mỹ ghép phôi cần thân. Đế là đế cần thân nha cô chú anh chị. Đó, gốc cần thân đẹp quái luôn. Mười cái nào của bác mình muốn chơi cần thân green thì cứ việc cắt cái bo này ha, nó sẽ ra green đây như cái này nè. Nó tha hồ mà ấy, muốn chơi hai thứ cũng được, hoặc là muốn chơi cái nào thì giữ lại cái đó thôi, không vấn đề hết. Cây rất mạnh nha cô bác. Rồi cây mã số 1 có nguyên một cục luôn nha. Rồi cần thân hôm nay trăm mỹ ghép cần thân hôm nay con sẽ bán giá là 500k một cây nha. Rồi 500k luôn nha. Rồi, cô chú anh chị ơi, đây cũng đòi hậu hạ cho bác mình xem được rồi ha. Cái này cũng bán rất là nhiều rồi. Rồi hoành tổng ở đây con đo được 40 nè cô bác ơi. Rồi giá 500k nha. Rồi tới cây mã số 2. Cây này đẹp nha cô chú anh chị ơi. Cái này bác, không hơi cao. Cái này vài tháng nữa là nó sẽ ra trái nè. Cái tường uống nu à. Này có bông luôn rồi nè nha cô chú anh chị. Có bông chưa? Có bông rồi nè. Ồ có bông hả? Ồ bữa giờ không may thôi. Có bông rồi nha cô chú anh chị. Cây cam mỹ này đã có bông rồi đó. Rồi ok. Có bông chắc đây này phải hai chậu bự ra cho này nó tốt lắm. Rồi ở đây con đo hoành tổng được 36 cô bác ơi, giá 500 luôn nha cô bác. Rồi 500k luôn nha cô chú anh chị. Rồi, ơi cam mỹ bây giờ nó có bông không nó hay luôn ta. Rồi cái mã số 3. Số 3 cam mỹ mã số 3 cũng rất là quái nha cô bác, con ốc sên luôn. Rồi hoành tổng ở đây con đo được 28 cô bác ơi. Dạ giá 500k một cây luôn nha cô. Rồi, bác 500k một cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi mấy cái này nó chuẩn bị lên bông rồi nha cô chú anh chị, như cây kia nó lên bông rồi đó. Cái này nó lên bông rồi nè ha, đọt lên hai bông luôn rồi nè. Rồi vừa chơi bonsai vừa ăn trái. Mấy dạ, cây rồi. Cam mỹ cũng kết thúc clip này nha cô bác. Cô bác thấy cây nào ưng ý thì điện thoại cho con qua số điện thoại 0932134144 ha. Cảm ơn cô bác đã xem hết video nha, hẹn cô bác trong clip sau nha. Dạ. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem clip hôm nay. Clip hôm nay thì là đa dạng cây nha quý cô chú anh chị. Phôi mai có ha, phôi mai vàng, phôi mai tứ quý nha quý cô chú. Rồi có một cây bông giấy Mỹ nữa, bông giấy Mỹ củ đế rất là đẹp luôn. Rồi xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn hôm qua đã ủng hộ kênh, ủng hộ bác Kiển của anh Dũng. Xin kết thúc video góc quay này luôn nha quý cô chú anh chị.